Cuối năm là dịp để chị em thỏa sức mua sắm và có khi đến hoa mắt rỗng ví với các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Nhưng mà có một gợi ý cho nho nhỏ đó là vào những ngày này thì tại triển lãm Giảng Võ Hà Nội, Hội chợ Thời trang 2015 đang diễn ra là dịp để nhãn hàng thời trang Việt Nam có thể giới thiệu tới người dân những dòng sản phẩm mới, đặc biệt là cho mùa Giáng sinh và đón mừng năm mới 2016 này. Chị Nguyễn Thu Trang ở Ba Đình, Hà Nội đã dạo qua rất nhiều gian hàng để lựa chọn một chiếc áo làm quà cho người thân nhân dịp năm mới. Đã nhiều năm nay, cứ đến dịp cuối năm, chị luôn dành thời gian đến với hội chợ này, dù các shop thời trang trên phố rất nhiều. Thấy là mẫu mã của năm nay đa dạng và phong phú hơn mẫu mã của năm ngoái, chất liệu cũng được cải tiến rất là nhiều. Hội chợ Thời trang Việt Nam năm 2015 với khoảng 400 gian hàng, quy tụ 250 doanh nghiệp hàng đầu, chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may như Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè, Thời trang Hanoximex, Đức Giang, Tổng Công ty May 10, v.v. Nhiều sản phẩm mới cùng hàng loạt các chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm đã thu hút rất đông người mua hàng. Tôi nghĩ là hàng Việt Nam ngày càng phát triển về mẫu mã và chất lượng, mà giá cả lại hợp lý, cho nên là thôi mình là người Việt Nam mình nên yêu hàng Việt Nam hơn. Trước hết là khẳng định cái thương hiệu và những cái hình ảnh của mình đối với cả người tiêu dùng ở trong nước, đồng thời cũng là giới thiệu và quảng bá những cái sản phẩm do chính người Việt Nam sản xuất ra nước ngoài. Và đấy cũng là một trong những mục tiêu của các doanh nghiệp ở trong nước để mà làm sao đấy mà khẳng định được cái vị trí, cái thương hiệu và cái thành tựu của mình trong cái lĩnh vực dệt may, da giày cũng như là trang sức. Hội chợ Thời trang Việt Nam là sự kiện xúc tiến thương mại, ngày hội của ngành thời trang Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của các thương hiệu thời trang trong nước trong bối cảnh vừa tham gia ký kết hiệp định TPP. Trong điều kiện của năm 2015 này thì cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu dệt may khác đối với dệt may Việt Nam thì hết sức là căng thẳng. Các quốc gia mà sản xuất dệt may lớn như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc đều có sự phá giá đồng nội tệ. Và chính vì vậy, hàng hóa dệt may từ các quốc gia này có xu thế rẻ hơn hàng hóa từ dệt may Việt Nam. Tôi cũng đã nghiên cứu về những cái thị trường cung cấp về nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành này. Thì là chúng tôi cũng đã sẵn sàng phát triển những cái sản phẩm để cạnh tranh được với các cái nước hội nhập cùng với chúng ta. Đây là năm thứ 19 hội chợ thời trang được tổ chức. Hội chợ năm nay đã tạo được một ngày hội thời trang hết sức sôi động và hấp dẫn với sự xuất hiện của nhiều dòng sản phẩm thiết kế sáng tạo, phong cách hiện đại, kiểu dáng phong phú và chất lượng ngày càng hoàn thiện hơn.